giới trẻ Trung Quốc lên mạng rủ nhau nộp đơn xin nghỉ việc. Vào tháng 3 năm nay, một người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc có tên là A In La đã đăng trên trang cá nhân dòng trạng thái rằng tôi sẽ từ chức nếu bài đăng này đủ 100 lượt like. Chỉ sau chưa đầy 3 ngày, bài đăng của cô đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút tới 280.000 lượt tương tác. Cô gái sau đó thì cũng đã thực sự nộp đơn xin nghỉ việc. Hành trình từ suy nghĩ tới hành động của cô thì đều được chia sẻ trên mạng xã hội, khơi dậy trào lưu đếm like nghỉ việc ở Trung Quốc. Chủ đề tôi nghỉ việc tại Trung Quốc thì cũng đã vượt mốc 100 triệu lượt thảo luận trong 6 tháng đầu năm. Giới trẻ không ngần ngại phơi bày những điểm trừ từ nhỏ tới lớn của công ty mình đang làm việc. Ở đó thì hoặc là họ an ủi nhau cố gắng chịu đựng để kiếm tiền, hoặc là chuyển động lực cho nhau nghỉ việc. Một cựu nhân viên của tập đoàn ByteDance thì cũng đã không ngần ngại bóc trần những thiếu sót của doanh nghiệp này lên mạng xã hội. Trong bài đăng của mình thì cô có viết rằng phụ nữ mang thai tại công ty không được hưởng chế độ đãi ngộ tốt, vẫn phải tăng ca ngoài giờ. Lãnh đạo thì công tư không phân minh, ưu tiên bổ nhiệm và thăng chức cho người thân trong họ, còn những nhân sự không phải máu mủ thì mặc kệ. Hiện tại thì những bài đăng liên quan đến chủ đề tôi nghỉ việc này vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ cộng đồng mạng Trung Quốc.